Hello các hương giả, mời các bạn ngồi xuống, thắt dây an toàn và chuẩn bị tinh thần cùng với Lavi đi đến vực thẳm. Đó là một nơi siêu siêu đẹp trong thế giới anime và đó là Made in Abyss. Chưa gì đã nhắc tới mà sợ rồi sao? Thôi mà, cùng lắm thì chỉ có mấy cảnh cắt tay và lột thịt thôi mà, có gì đâu phải sợ. Và trước khi đưa anh em xuống con tàu một đi không trở lại này thì Lavi sẽ nói về bộ truyện và đấng Akihito. Đây là một bộ world building mà nếu bạn hỏi 10 người thì có đến 9,5 người biết. Tất cả là như thế vì nếu nói về thể loại world building thì Akihito Tsukushi là một ông trùm của các ông trùm đó. Sự độc đáo về thế giới trong cái hố, nội dung kinh dị nhưng mà nét vẽ dễ thương vô cùng ít người làm. Ban đầu, tớ đã hiểu lầm khi cho rằng đây là một bộ truyện chibi thiếu nhi. Nhưng hóa ra, đó là một cú lừa mà Akihito Tsukushi đã lừa được cơ số otaku. Đây thực sự là một bộ đắt chibi thì đúng hơn. Bởi vì những tình tiết ám ảnh mà ít ai có thể nghĩ tới, nhưng mà tác giả lại dám làm điều đó. Và bây giờ, các hương giả đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng đầu tàu Koharu thả mình vào cái hố gì biệt này nha. Koharu, đi thôi. Si là giá trị đầu tiên, khởi nguồn của dục vọng, là mang nghĩa điều ước nhỏ bé. Khư là từng tầng lớp lớp các giá trị, vượt trên dục vọng, mang nghĩa điều ước trùng chất. Trên nữa là gắt sự, điều ước tích tụ lại, kết tinh giá trị, mang nghĩa sự thuần khiết. Mai, giá trị không thể đong đếm, giải phóng điều ước, mang nghĩa thuần khiết và dơ bẩn hoặc hỗn loạn. Hà cư, đây là giá trị cao nhất, hiện thân của giá trị, nó có nghĩa là hình hài của linh hồn. Tất cả mọi người khi tiến vào trong Abyss đều có những mong muốn của riêng họ. Trong bức tranh vẽ vội của Faputa, Riko được đánh dấu với giá trị cao nhất Haku, còn Nanachi thì được đánh với giá trị bé nhất là Si. Một phần vì Riko là kho báu mà Lex cũng đang tìm kiếm. Phần khác thì Riko đã sở hữu cho mình những Haku, đó là những người bạn. Chỉ thiếu hoặc mất cũng dường như mất đi tay chân của mình vậy. Còn Nanachi là cô bé ở khu ổ chuột, lúc nào cũng bị gắn với biệt danh là Lác Lùi, vì chỉ là mong muốn nhỏ bé nên cô mang theo Si. Chỉ đơn giản là ngắn như một thế giới mới. Trong khoảng 150 năm về trước thì Gacha, một đoàn cảm tử là những kẻ bị quê hương và người đời luồng bỏ, đã la đi. Tin vào một cái lạ bàn chỉ về miền đất hứa và lời đồn của kẻ say. Họ đã lênh đênh trên biển qua nhiều đêm lòng, chỉ với một mong muốn đồng lòng duy nhất, đó là tìm ra thành phố vàng, nơi mà ngay cả một thứ lác lưỡi cũng có thể trở thành vàng. Còn thời gian đó thì họ mang cho mình giá trị của khư của mọi người. Người ta hay ví von trẻ em là những sinh linh trong sáng vô tội. Chúng ta những người trưởng thành luôn phải học rất nhiều điều ở trẻ con: lòng vị tha, sự cảm thông, bao dung. Chính vì thế trong kinh thánh Chúa Giêsu có nói rằng: cứ để trẻ em đến với tôi, đừng ngăn cản chúng, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Trích Matthew chương 19 trang 14. Điều này khiến mình cũng liên tưởng đến bộ OVA Angel Egg của đạo diễn Oshimamoru, cũng nói về cô gái trong hình hài là một đứa trẻ luôn ấp ủ niềm tin, nhưng giá trị cô tin trong hình hài là một quả trứng. Có lẽ tác giả Akihito cũng sử dụng hình ảnh quả trứng của đạo diễn Oshi để biểu tượng cho Gatsu và người nhận được ủy thác để vực dậy cả một cộng đồng đang lụi tàn ở Abyss, chính là cô bé duy nhất còn sót lại trong đoàn, Irumiui. Irumiui, một cô bé không hề thuộc đoàn Gacha, chỉ là một kẻ ngoại lai, nhưng cô bé lại giống với đoàn Gacha, đều bị chính người đời luồng bỏ, chỉ vì không thể sinh con mà bị đuổi tới hố khổng lồ. Nên khi bắt đầu cấy nỗi ước nguyện cho cô bé, từng chút, chút một, cô bắt đầu biến đổi hình dạng và sinh ra những đứa trẻ. Những đứa trẻ đó là gất sự, cái tinh của giá trị, là hình hài của ước nguyện, và nguyện cứ ngự bên trong sự sống.
Để có thể tồn tại ở tầng sau, nên đoàn người gacha tìm kiếm nguồn nước thông qua máy can thiệp. Vì để có thức ăn, họ đã bắt đầu săn những quái thú ở đó. Dù cái giá phải trả ở đây là mất đi những người bạn. Đó là ham muốn được sống. Nhưng chính ham muốn đó cũng dần giết chết họ một cách từ từ. Những dấu hiệu của nước giả dần xuất hiện, tan chảy và đông cứng. Đó là cách mà thứ nước đó ăn mòn họ. Nước, đồ ăn, trong cơn tuyệt vọng mơ hồ nhất, chúng ta chỉ có thể làm theo bản năng của mình, ăn ngấu nghiến mọi thứ, kể cả đó có là sinh mệnh của một người khác. Liệu những lúc như thế, có phải chính con quỷ bên trong chúng ta đã thôi thúc chúng ta làm hành động sai trái đó? Lại nhắc đến quỷ thì Lavi lại nhớ có đến hai bộ anime cũng sử dụng hình ảnh này trong tác phẩm của họ, đó là Fullmetal Alchemist của Arakawa Hiromu và Seven Deadly Sins của Suzuki Nakaba. Cả hai tác phẩm đều dựa trên 7 mối tội đầu trong Kinh Thánh mà ra. Đến đây, chắc hẳn mọi người cũng biết đến con quỷ cùng tội lỗi mà hắn được gắn vào là gì rồi nhỉ? Đúng thế, đó là Gluttony, hay còn được mọi người biết đến nhiều nhất với cái tên Beelzebub, chúa tể của loài ruồi, kẻ mang đến đội quân châu chấu. Không biết trùng hợp hay hiểu ý, nhưng ngay trong thứ nước trong suốt đó cũng chính là trứng của loài sao bướm, ẩn dụ cho chúa quỷ, đã tồn tại ngay từ thuở đầu của chuyến hành trình. Ngay trên con tàu của tập 1 trong anime, cuộc trò chuyện đầu tiên của Vueko với Wazukian cũng chính là về vấn đề lương thực. Đồ ăn mà Wazukian ăn lúc đó cũng là một con châu chấu. Liệu điều này có báo trước một điều rằng Wazukian sẽ là người giết chết con quỷ và đưa đoàn người Gaza hồi sinh chứ? Điều này cũng đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Vì Wazukian đã nhúng chàm để cứu mọi người trong cơn mê man. Khi biết thứ họ đã ăn là một sinh mệnh khác, cảm giác tội lỗi đó giằng xé họ. Tam hiền giả là ba người mạnh mẽ nhất của đoàn gacha, có đủ tri thức, khả năng lãnh đạo và sức mạnh để gánh vác mọi người. Nhưng trong đó chỉ là quan điểm chủ quan của Azkian. Đồng ý, ông là một người lãnh đạo tài giỏi, có khả năng nhìn xa như thế nào. Nhưng ông cũng là một kẻ độc đoán, khi gắn cái mác giá trị cao cho cả những kẻ khác. Khi chọn Buiko và Belaf làm hiền giả, Buiko thì dằn vặt vì chẳng có hình phạt nào xứng đáng với tội danh ăn thịt những đứa con của Illumiui. Còn Belaf, vẻ đẹp ở đôi mắt của anh đã vụ vụ, thứ còn lại trong tâm trí anh chỉ còn lại hỗn loạn. Dù ở trong địa ngục, mọi người vẫn tiếp tục sống. Chúng tôi cầu nguyện, lừa dối cũng vì mục đích ấy. Khi mọi người dần quen với cuộc sống trong địa ngục, Iromiui cũng ngưng gào thét. Nếu như cái nôi thứ nhất của Illumiui đó là có thể sinh ra những đứa trẻ, thì cái nôi thứ hai mà Wazukian tự ý đưa vào không còn là chính ước nguyện của con bé nữa, mà đó lại là của Wazukian. Tại sao mình lại nói vậy? Chúng ta sẽ qua lại một chút về quá khứ, về những hình xăm và về mong ước thực sự của con bé. Vì không thể sinh con nên bị đuổi tới hố khổng lồ. Nhưng giả dụ như nếu như không có những phong tục đó, thì liệu Illumiui bé nhỏ của chúng ta có bị đuổi tới cái hố chết tiệt đó không? Con bé chỉ muốn được quay về nhà. Con bé hiểu rõ được rằng bản thân mình cần phải sinh con, hay nói cách khác, con bé cần phải mang trên mình giá trị thì con bé mới có thể quay về nơi đó. Chính vì thế, nơi ước nguyện đầu tiên đã đáp ứng được điều kiện cần để con bé có thể trở về. Nhưng thêm vào đó, quả trứng cũng mang đến cho cậu bé hình hài của những kẻ biến dị, hình hài của những kẻ thuộc về Abyss. Thật không may, giờ đây nhà mà cậu bé chỉ có thể hướng tới là vực sâu này. Có lẽ do không còn là cơ thể con người nên quả trứng thứ hai đã không thể hiểu hết được ước nguyện của con bé. Thành ra, ước nguyện của con bé đã được biến đổi sang chiều hướng tiêu cực hơn, từ nhớ nhà thành nhà. Con bé dần trở lên to lớn, lấy thêm nhiều giá trị của thành phố vàng, hấp thụ và biến đổi mọi người thành những kẻ biến dị. Phải chăng chính con bé cũng dần trở thành một chiếc nồi ước nguyện? Tại thời điểm đó, lần đầu tiên đong đếm xuất hiện và giá trị của Mai cũng từ đó mà sinh ra. Mong muốn của Vueko là Illumiui, mong muốn của Wazukian
là một quê hương thứ hai đáng giá hơn bất kỳ thứ vàng nào. Còn mong muốn của Bella đó là nhận được sự trừng phạt thuần khiết của Vueko, dơ bẩn của Wazukian và hỗn loạn trong tâm trí của Bella. Ba nhà hiền giả đại diện cho ba mong muốn và giá trị khác nhau, chúng riêng biệt mà không chồng chất. Giờ đây đó không còn là Si, Cư hay Gatsu mà là Mai. Giải phóng điều ước của tất cả mọi người trở thành kẻ biến dị và bị trói buộc với nơi này, không thể thoát ra ngoài, nhưng đổi lại nhờ được cơ thể tương ứng với ham muốn của bản thân. Tất cả mọi người đều đã nhận được giá trị tương xứng với mỗi người, nhưng liệu chúng ta có bỏ quên ai đó không? Đó là Irumi ơi, hay bây giờ phải gọi chính xác hơn là quê hương của đoàn người Gacha. Tuy mất đi trí tuệ con người, Irumi ơi vẫn tiếp tục sống vì một mục đích duy nhất. Con bé ăn thịt mọi người, hút hết năng lượng của thành phố vàng để bí mật thực hiện ước nguyện duy nhất của mình, sao cho không ai nhận ra. Đó là nỗi nhớ nhà mà con bé trước đây dù muốn cũng chẳng có được. Một khao khát vô cùng mãnh liệt và viển vông. Đó chính là đứa con cuối cùng của Irumi. Fabuta kế thừa ký ức, ý chí và nỗi uất hận mà người mẹ của mình đã mang theo. Con bé chính là hiện thân của giá trị đối với làng, Haku của làng. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng quay về hiện tại với nhóm của Riko trong chuyến hành trình ở tầng 6 nào. Si của Nanachi. Thực ra, trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu xuống Abyss thì Nanachi đã có riêng cho mình Haku rồi, đó là Mitty. Mitty là người bạn đầu tiên mà cô có được khi bắt đầu xuống Abyss. Tuy muộn khi nhận ra điều đó, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh Mitty, cũng khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng cũng thật đau đớn vì phải chính tay tìm cách để giết bạn mình, giúp Mitty thoát khỏi cơn đau triền miên trong cái thân xác nguyền rủa đó. Cô đã làm được thông qua phá hỏa táng của Red. Thế nên, khi du hành cùng với nhóm Riko, Nanachi chỉ còn lại Si. Tuy mập mờ không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cô muốn gặp lại Mitty ở dưới tận cùng của Abyss. Tuy chỉ là một giấc mơ ngắn khi có thể gặp lại Mitty ở dưới tầng 6, nhưng điều đó cũng thật tuyệt đối với cô. Lôi khi ép buộc phải tỉnh giấc, cô có chút không lỡ khi tiễn người bạn của mình la đi thêm một lần nữa. Mitty bất tử mà, như một câu phủ nhận rằng Mitty sẽ biến mất. Lôi lại một lần nữa, Mitty tan biến vào trong hư vô. Nhưng lần này, dù biến mất như thế nhưng cô đã nhặt lượm được những giá trị chân quý của Belaf và cả của chính mình nữa. Fabuta vốn ban đầu sinh ra cùng lòng thù hận đối với những kẻ đã cướp đi ước muốn của mẹ mình. Cô được sinh ra để tiêu diệt chúng, kẻ biến dị trong làng, kể thôi ý chí và ước mơ của người mẹ, hóa giải lời nguyền của mẹ. Khi người mẹ mở nòng ra để đón nhận được con út, Fabuta đã chửi rủa với lòng căm phẫn tột độ, như thể chui hết sự tức giận đã dồn lén trong hàng trăm năm. Cô lao lên, cào xé và ăn ngấu nghiến lấy những kẻ đã cướp đi giá trị của mẹ mình. Cho đến khi gặp Belaf, kẻ có mang giá trị của mẹ nhiều nhất, cô cũng lao lên không chút do dự, đánh hắn vỡ vụn. Nhưng cũng từ đó mà cô cũng thấy một khía cạnh khác của mẹ mình và người lớn ở cạnh mẹ cô, đó là Vueko. Cô dần nhận ra, dù nhiệm vụ của cô đó là lấy lại giá trị cho người mẹ, nhưng trong vài giây, cô đã do dự khi nhìn thấy một người khác ở trong làng. Kẻ ngoại lai đến và cướp đi nhiệm vụ, con mồi hay giá trị mà cô có để tồn tại. Từng chút, chút một, cô dần bị hạ đo ván và ngờ vực về giá trị thực của mình. Liệu sống đến tận giây phút đó để làm gì, khi bản thân lại chẳng thể làm gì, chẳng có giá trị gì sắt. Đó là cho đến khi những kẻ được cho là hèn mọn góp một phần giá trị của mình vào trong Fabuta. Những câu hỏi lạ lẫm dần xuất hiện trong đầu Fabuta. Lựa biến dị đã làm gì vậy? Loco là sao? Fabuta biết nhiệm vụ của mình là tiêu diệt các người. Ta biết điều đó từ lúc sinh ra. Nhưng những điều ta biết ngày một nhiều. Cô cảm thấy vô định, liệu sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì liệu có còn lại giá trị nữa không? Fabuta là hiện thân của giá trị. Đấy là do làng quyết định giá trị của cô như thế. Từ trước đến giờ Fabuta chưa bao giờ được quyết định giá trị của mình.
sinh ra đã là ánh sáng cho bóng tối, có nhiệm vụ giải phóng lời nguyền cho mẹ. Nhưng sau đó thì sao? Giá trị của cô sẽ chấm dứt ư? Ý nghĩa tồn tại của cô cũng từ đó mà tan theo mây khói? Không, Paputa đã đứng lên, hóa thành ngọn lửa và tự tay cô sẽ quyết định cho giá trị của chính mình. Mẹ còn ba người, Rico, Rẹp và Nanachi nữa thì sao? Rico, mong muốn của cô bé là được gặp người mẹ của mình, dù thực sự bản thân cô bé cũng không hề biết được rằng người mẹ của cô liệu còn sống hay đã chết. Nhưng dần dần, cô nhận ra được điều mà cô mong muốn nhất thực ra đã luôn nằm trong chuyến hành trình, đó là đi thám hiểm vực sâu cùng mọi người. Điều này cũng giống như một bộ anime shonen nổi tiếng khác như Naruto. Dù biết, cậu vào một ngày tương lai xa xôi, nhóc tì siêu quậy nhất xóm sẽ trở thành Hokage. Nhưng chúng ta sẽ vẫn đồng hành cùng cậu qua các arc, các tập để thấy cậu trưởng thành ra sao. Hay như trong một bộ anime ít được biết đến ở Việt Nam hơn, đó là Samurai Champloo. Dù hành trình đi tìm Samurai có mùi hoa hướng dương, chẳng đi đến đâu cả, nhưng ở đó, hành trình mà cả ba người đi cùng với nhau đã tạo nên một dư âm khó tả, đến ngay cả bộ phim kết thúc vẫn còn đọng lại trong chúng ta. Hay như Rack, ngay từ ban đầu, cậu đã không biết mình là ai, chỉ biết rằng cậu là di vật thuộc về Abyss. Khi bắt đầu chuyến phiêu lưu cùng Rico, cậu chỉ đơn giản muốn biết được cội nguồn, muốn nhớ ra lý do tại sao bản thân cậu lại lên mặt đất. Cho đến khi cậu tìm thấy trong cuộc hành trình, đó là bảo vệ những người mà cậu yêu quý nhất, dù thậm chí có phải sử dụng pháo hỏa táng, dù biết nó sẽ giới hạn về số lần sử dụng. Còn Nanachi thì sao? Với khởi điểm là một đứa trẻ sống trong khu ổ chuột, hình ảnh hung vĩ của Abyss tuy chỉ được khắc họa qua những cuốn sách cũng đủ lôi cuốn một đứa trẻ như cô. Nanachi muốn đi đến đó, muốn ngắm nhìn Abyss hùng vĩ, muốn được ăn ngon một chút. Nhưng đắng cay thay, người dẫn cô xuống Abyss lại là Bonreal. Dù nhờ hắn, cô mới biết được kho báu của mình là Misty, nhưng những gì mà hắn đem lại cho cô chỉ toàn là đau khổ. Cả ba người họ, dù ít dù nhiều cũng có những mong muốn khi tiến sâu vào lòng Abyss và đã thông qua những cuộc hành trình đó mà tìm ra được giá trị của bản thân. Ở Rico là được đồng hành, ở Rack là mong muốn bảo vệ, còn Nanachi là những giá trị mà cô nhặt được. Và chuyến hành trình nhảy vào hố sâu Abyss hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Lavi, Isra và... Cô Alu rất vui đã có chuyến hành trình đồng hành cùng mọi người. Để lại cho bọn mình một bình luận, like và share nếu bạn thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bọn mình phải trở về Magic Video đây. Bye bye, bye.